Điều vô cầu năm: hoạch định công việc thì đừng mong dễ thành, vì thành công dễ thì tâm sanh khinh thường và kiêu ngạo. Nguyên nhân: ngủ, mưu sự bất cầu dị thành, sự dị thành đắc chí, tồn mà khinh mạng. Ở đây tôi dịch là cả hai khái niệm khinh và mạng. Khinh ở đây là khái niệm chỉ cho sự khinh thường. Mạng là kiêu ngạo, cao ngạo, tự hào, tự đại, dư dương tự đắc. Hai bản dịch tiếng Việt có trước thì gộp lại là thành một điều thôi. Cái mưu sự đó là một cái hoạch định hay là một cái planning. Mà để làm công việc đó thì chúng ta phải dùng cái kỹ năng tôm spreading, tức là động não, suy nghĩ, đưa ra một cái lộ trình gồm kế hoạch 1, kế hoạch 2, kế hoạch 3. Kế hoạch 2, kế hoạch 3 là những trường hợp bất trắc ngoại muốn. Lúc đó chúng ta xử lý kịp thời chứ không còn phải suy nghĩ động não, vì động não và thời điểm đó không đủ để tìm ra một cái kịch bản tốt đẹp. Cho nên phải giả định tình huống xấu 50% xử lý thế này, tình huống xấu 100% thì xử lý thế kia. Tôi làm phó tổng thư ký của Vệ sắc Liên Hợp Quốc 2006-2007 tại Thái Lan, 2014-2019 tại Việt Nam, và tổng thư ký của Vệ sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam. Tôi đã dự nhiều phiên họp với Hoàng gia Thái Lan và các bộ có liên hệ đến Vệ sắc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thì các kịch bản bao giờ cũng đặt ra tình huống tốt nhất, tình huống vừa, tình huống xấu là cái gì. Cho nên mỗi buổi tối các cái hội trường mà ngày hôm sau diễn ra lễ phải đi ra mìn, ký biên bản, vị trí chỗ ngồi, dán tên, các bộ phận có liên hệ phải cùng ký biên bản. Là sáng sớm phải kiểm tra lại, ra mìn. Trong trường hợp cháy nổ, cháy ở đâu thì làm gì, nổ ở đâu, xử lý ra sao, phương án phòng cháy chữa cháy, phương án an ninh, phương án giải tán. Thấy nó đơn giản vậy chứ cái kịch bản an ninh là cực kỳ phức tạp. Và đặt ra những cái tình huống, dù cái khả năng xảy ra của nó rất thấp, vẫn phải có. Thì cái Vệ sắc Liên Hợp Quốc 2019 vừa qua là thiếu cái kịch bản bị kẹt xe. Vì mở ra một con đường lớn để đi vào chùa Tam Chúc, bên cạnh một cái con đường có sẵn. Và con đường mới này khánh thành trước đó gần 3 tháng. Nhưng mà cái lượng người đến đông không thể nào chu bị được. Nó khoảng 70-80 ngàn người kẹt xe hoàn toàn. Các nguyên thủ quốc gia như Phó Tổng thống Ấn Độ, rồi Tổng thống Miến Điện, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bị kẹt hết gần 1 tiếng đồng hồ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải ra lệnh cho điều người đến để giải quyết liền. Mà mặc dù là tổng lực lượng đến giải quyết phải mất đến 1 tiếng. Thì vậy cái kịch bản truyền trực tiếp là bị hư hết rồi. Và lúc đó tôi phải đứng kế bên thủ tướng để truyền thông với bộ phận MC những cái quyết định nhanh nhất. Nhưng mà bên dưới thì người ta ít để ý, người ta không biết được. Những người có vai trò quyết định và vai trò nối kết phải làm việc với nhau để chốt lại vấn đề. Cho đến khi các nguyên thủ quốc gia đã đến, thì dầu những khách còn lại có bị sót đi nữa, thì chương trình cũng phải diễn ra. Đó là một cái kịch bản sót, bị thiếu sót. Phải đưa ra đủ kịch bản hết nhưng mà thiếu cái đó. Đó là một cái ví dụ là khi hoạch định công việc mà người nào quá chủ quan thì người đó thất bại.
Trung tâm quốc chí Tu Du, Chu Du của Đông Ngô, giỏi không thua Gia Cát Lượng của Lưu Bị. Nhưng mà Chu Du là một người háo thắng, cho nên cuối cùng chết sớm và thua dưới tay của Gia Cát Lượng. Thì đó là sự háo thắng, nó cộng thêm một phần của khinh thường, ỷ lại và thái độ cao ngạo. Do đó lỡ trong quá trình lập nghiệp hay là phấn đấu gì đó, chúng ta thất bại lần một, thất bại lần hai, nhớ đừng bỏ cuộc đối chừng, đừng đầu hàng số phận, đừng phó mặc cho sự rủi mai, đừng đi cầu thần thánh gì, mà hãy điềm tĩnh phân tích nguyên nhân theo Đức Phật, rồi có bốn bước: thừa nhận bế tắc và khổ đau, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng rằng mình đã đạt được thành công và thực hiện nó bằng chánh đạo, tức là phương pháp đúng, quy trình đúng. Do đó, giả sử có việc thất bại cũng xem bình thường thôi, nỗ lực lần khác. Nên làm thế nào để tâm chúng ta không rơi vào trạng thái khinh thường, khinh dễ đối thủ và không có cao ngạo, ý lại, và lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh thức, tức là tỉnh táo, điềm tĩnh thì mới có thể thành công.